cách thấy quý vị nghiêm túc hơn, tu hành thấy rạng rỡ cái phước tướng hơn. Xin chúc quý vị luôn được an lành trong ánh từ quang của Đức Phật. Thầy biết là trong quý vị có một cái điều thắc mắc mà bấy lâu nay không có dám thưa, rồi có những điều nghi ngờ nữa mà không dám nói. Thì hôm nay thầy muốn gợi ý một số vấn đề nhằm giải tỏa những khúc mắc của quý vị trong vấn đề thờ và cúng bái những người đã khuất, qua chủ đề cúng vong và cúng cô hồn. Kính thưa cùng tất cả quý vị Phật tử, thì có một lần thầy cũng đi đến một cái bệnh viện để cúng. Thì trong dân gian ai cũng biết bệnh viện là cái nơi mà có nhiều người chết, và mình lại có cái băn khoăn rằng không biết người chết ở trong bệnh viện đó có về nhà được hay không, rồi họ đang sống ở cảnh giới nào, rất là lo lắng. Và ngược lại ở trong bệnh viện, những người làm cái công tác quản lý và các bộ phận chuyên môn, người ta cũng lo. Dưới góc độ chuyên môn của ngành y thì họ làm theo bổn phận, theo trách nhiệm và mang tính khoa học. Nhưng mà về góc độ tâm linh thì họ vẫn còn có những cái băn khoăn. Thì thưa với lại quý vị là thầy đi tới cúng cô hồn. Thầy có một buổi đó cúng xong, thì có một bác sĩ nói: thưa thầy, cúng vậy rồi mấy người đó họ ăn được không? Họ hỏi như vậy đó. Thầy mới nói là người ta nhận được chứ. Thì anh bác sĩ đó mới hỏi: chứ con đâu thấy ai ăn đâu, mình ăn thì có. Thì thầy mới trả lời với anh bác sĩ đó, thầy mới nói là người ta có nhận được, có ăn được. Anh mới nói là con đâu thấy ai về ăn đâu, toàn là mình cúng xong mình ăn không, mình xúm vô mình ăn không à. Thầy mới nói rằng người ta không ăn bằng hình hài thể chất, nhưng người ta ăn bằng tâm thức. Có những nỗi đau mà có thể vơi bớt đi khi một ai đó soi dịu nó bằng chính ngôn ngữ của trái tim. Chỉ cần một ánh mắt, chỉ cần một cái nhìn, chỉ cần một cái nắm tay, mình cũng đủ nghị lực để mình đối diện với những khổ đau cuộc đời. Như vậy, đừng có lấy những cái hiện hữu của vật chất để làm thước đo cho vấn đề trao và nhận đối với lại đời sống tâm linh. Thì anh bác sĩ đó không dám cãi, tại vì ảnh cũng là một Phật tử có cảm tình với Phật giáo, nhưng mà chưa có tìm hiểu về Phật giáo nhiều. Nhưng theo thầy nghĩ thì ảnh chưa có tin lắm đâu. Thì vừa rồi đó, thầy bận, thầy không có đi cúng ở bệnh viện, thầy mới cho các thầy đệ tử của Viện Viên Tu đi tới bệnh viện cúng. Thì bữa đó là bác sĩ giám đốc đó có nói với thầy đó là trong bệnh viện có hai cái thai nhi. Một cái thai nhi 2 tháng tuổi, một cái thai nhi là hình như là 1 tháng tuổi hay gì đó. Nhưng mà nó tồn tại ở trong cái kho thí nghiệm là 30 năm rồi, để phục vụ cho cái công tác nghiên cứu giảng dạy. Rồi ta bỏ quên, thì mới hỏi ý kiến thầy, thầy mới nói thôi bây giờ đi thiêu đi. Rồi ngày đó thầy cho mấy thầy vô tụng kinh, rồi sẽ đem cái cốt đó đi thủy táng.
các thầy vô cúng bình thường giống như mọi lần vậy đó, trước khi cúng thì cũng khai thị, rồi cúng thí thực cô hồn. Nhưng mà cúng gần xong á thì có một vong linh thai nhi nó nhập vô cho một cái cô cổ đi nuôi bệnh ba cổ ở trong bệnh viện. Cổ nghe ngày đó ngày rằm mà chùa cổ xuống có thắp nhang thôi, tại trong bệnh viện Nguyễn Tri Phương nó có cái chùa, thì cổ xuống chùa cổ lại Phật cổ thắp nhang để cầu nguyện cho ba cổ khỏe mạnh, thì nó nhập cho cổ dậy nảy lên với cái giọng con nít đớt đát: thôi con không đi đâu hết á, con ở đây mấy chục năm quen rồi, ở đây đông người vui lắm, không đi đâu, không đi đâu. Thì cái mặt của cổ nó xanh, thầy nghe kể thôi chứ thầy không chứng kiến đó. Mặt của cổ xanh mà cái con mắt nó nhìn ghê lắm. Thì cuối cùng các thầy mới khuyên nó thôi không đi thì thôi, mới xuất ra. Thì cô đó dần dần mới tỉnh lại, thì mới hỏi cổ, cổ nó cổ đang quỳ, cổ đang quỳ cổ khấn nguyện, thì cổ nghe bên lỗ tai cổ cái tiếng hai ba đứa con nít vậy nó dùng dằn vậy: người ta đang ở đây mà bắt người ta đi đâu, ở đây vui cũng chết, không đi đâu, không đi đâu. Là cổ không tự chủ được nữa, là cổ không biết gì nữa. Các bác sĩ đó mới cũng lo lắng hỏi ý kiến, thì thầy nói thôi ta tạm thời cứ để nó đi, chưa chịu đi thì để nó đi, để bữa nào có dịp và thầy rảnh thầy ghé thăm, thầy tâm tình, thầy nói chuyện với lại các vị đó để xem coi mình gửi những cái thông điệp về cái sự buông xả những cái quan niệm cố chấp của Phật giáo, xem các cái vong linh đó có tiếp nhận được hay không. Thì ở đây thầy muốn nói lên một vấn đề rằng có hay không một thế giới vẫn tồn tại những con người đang phưởng phất, những chúng sanh đang vật vờ vật dưỡng không nơi nương tựa, mà dân gian chúng ta gọi là cô hồn. Thầy không muốn ép quý vị là phải tin những điều thầy nói, nhưng qua cái sự kiện đó thì cái anh bác sĩ trẻ đó anh tin, anh nói con tin rồi. Chúng ta đi đến một cái nơi nào đó lạ, mình không biết, nhưng bỗng dưng chúng ta có những cảm giác nó rờn rợn trong người, nó ớn ớn xương sống, nó lạnh. Cảm giác đó có khi chúng ta có. Chẳng lẽ mình bị trúng gió, đang khỏe mạnh mà sao trúng gió, nhưng mà ra khỏi khu đó là chúng ta hết. Điều này chứng tỏ rằng có một cái sức tác động từ thế giới vô hình. Những chúng sanh này trong kinh Đức Phật nói, nó đang đau khổ bởi cố chấp và luôn nghi ngờ, cho nên ngại tiếp xúc với người lạ. Khi thấy người lạ lo lắng, nó sợ hãi và nó phản ứng tâm linh. Thì đạo Phật có một cái nghi thức muốn chia sẻ những cái nỗi đau khổ cho những người đã khuất, trong đó có ông bà, tổ tiên, người thân đã mất của mình. Một cái hình thức đó là gọi là cúng vong, tức là cúng cơm cho vong linh, cúng thức ăn, thực phẩm cho các vong linh. Cái nghi thức đó gọi là cúng vong linh, nói ngắn gọn là cúng vong, nhưng mà thực ra là cúng thực phẩm cho các vong linh, tức là hương linh của những người đã khuất, như cái ngày đám giỗ nè, ngày đám tùng nè, thất thứ nhất, thứ nhì cho tới thất thứ bảy nè, trung thất, rồi đám mãn tang, đám 100 ngày, hoặc là đám giỗ, đám kỵ gì đó, chúng ta cúng cơm cho các vong linh, mong gửi gắm tất cả những cái tấm lòng của mình đến với người đã khuất. Cách thứ hai, tức là
Trong đạo Phật có một cái nghi thức mà chuyển tải những năng lượng tích cực xuất phát từ cái tâm thương yêu những chúng sanh không nơi nương tựa, không người thờ tự, vật giờ vật dưỡng chưa siêu thoát, gọi là cô hồn. Thì cái nghi thức đó gọi là cúng cô hồn hay là cúng thí thực, là ban thức ăn cho các vong linh chưa siêu thoát, cho các hương hồn mà không nơi nương tựa. Thì đây hoàn toàn là một cái tập tục lâu đời phổ biến trong đời sống của tất cả chúng ta. Hay nó khác hơn, nó là thuần một loại tín ngưỡng của những con người đang sống, nghĩ về những người đã khuất, những con người tạm gọi là an ổn, thương nhớ và xót thương cho những người đang đau khổ ở cảnh giới mà họ không hề cảm nhận được. Thì kính thưa tất cả quý vị, hãy nghĩ trong chúng ta đây ai cũng vậy thôi. Tới ngày đám giỗ, bất luận đạo gì, bạn theo tín ngưỡng gì, tôn giáo gì, nhưng mà người Việt Nam tới ngày đám giỗ ông bà, cha mẹ, người thân của mình, mình đều có nóng mâm cơm mình cúng, sắm sửa cơm nước lễ vật rồi để mình cúng cho người thân đã khuất, cha mẹ, ông bà, quyến thuộc của mình đã mất đó, mình soạn mâm cỗ mình dâng cúng. Chỉ trừ những hoàn cảnh mà người ta khổ đau quá, người ta thiếu thốn vật chất quá, hoặc là không có điều kiện thì người ta mới không làm. Cho nên con cháu có đi làm ăn ở đâu xa hay làm gì tới ngày giỗ mà đã quy định của cha mẹ, của ông bà thì mình cũng tập trung về chúng ta làm. Đây là một cái việc làm có thể nói trở thành một cái nếp sống tâm linh, một cái nét văn hóa trong đời sống tình cảm của người Việt Nam, nối kết giữa người đã khuất và người hiện tiền. Đạo Phật dạy chúng ta còn khởi cái tâm thương xót ngay cả những hương linh cô độc, đối khát, lang thang, không nơi nương tựa. Có khi họ bám vào những ngọn cây, những chiếc lá. Có khi họ tựa vào những cái bức vách, những giọt nước. Mình thì mình thấy chiếc lá mong manh, một giọt nước không có bền chắc, một cái gốc cây nào đó nó không có bền vững. Nhưng mà trong cái nhìn của chúng sanh này đó thì họ thấy đó là một thế giới lung linh huyền ảo, theo nghiệp nó chiêu cảm. Thì mình thương xót những chúng sanh này, chúng ta hay sắm sanh những cái lễ phẩm vật thực để cúng cho họ, dân gian thường gọi là cúng cô hồn. Thì trong mỗi tháng chúng ta thường cúng vào ngày nào? 16 với mùng 2 đúng không? Đó. Đó là dân gian người ta quy định, người ta nói theo cái ngày đó. Nhưng mà thực chất là ngày nào chúng ta cúng được, ngày nào chúng ta cúng không được? Ngày nào cũng được. Tại vì ngày nào chúng sanh đó nó cũng có nhu cầu hết á, nó cũng đau khổ và nó cần cái sự cứu tế. Cho nên ngày nào mình cũng cúng được, chứ không quy định tới ngày này ngày kia. Nhưng mà thường nhất là người ta cúng tháng 7. Ở quê thầy đó là tháng 7, rằm tháng 7 là người ta cúng nhiều lắm. Hồi nhỏ thầy cũng có đi giật đồ cúng cô hồn. Còn cô nít, quý vị có không? Vui lắm. Ở nhà mình đồ ăn đầy đủ hết, nhưng mà ăn không ngon. Mà đi bươi, đi vào, đi lăn lộn, mà đi chụp giật vậy, chỗ ăn nó ngon ghê lắm quý vị. Mấy củ khoai lang, mấy khúc mía rồi, trời ơi, nhiều khi bị nhang châm cháy phỏng áo quần hết. Vậy mà cũng nhào vô. Có lần thầy với cái thằng bạn đó, hai đứa lập một kế hoạch hẳn hồi. Đó là thầy xách cái rổ, tại nó bự con thầy, cho nó lấn vô, nó đẩy mấy đứa kia ra.
Thế là thầy thò tay thầy lụm mấy cái bánh ú rồi thầy bỏ vào rổ rồi thầy nó dông ra ngoài sao. Cuối cùng được một rổ. Có vậy thấy không? Đi giật cô hồn chứ không phải có kế hoạch mới có nha, chứ không thôi không có đâu. Có một cái suy nghĩ này nữa, rằng ai mà đi cúng cô hồn mà có nhiều người bu tới giật đó là họ vui lắm. Tức là họ nghĩ rằng là họ đã thành công, có nhiều cái chúng sanh nó hưởng ứng và đón nhận được cái điều mà họ muốn làm, muốn ban phát. Nhưng mà ở quê của thầy quý vị biết không, cúng là chùa cũng cúng rồi, mấy cái nhà khá giả người ta cũng cúng thí. Ở chùa cúng thì nó là cái vấn đề mình không bàn tới, nó là thuộc về cái sinh hoạt của nhà chùa. Nhưng mà những người dân gian mà khá giả đó, họ nghĩ rằng là tới tháng 7 mà không cúng là không có được, phải cúng. Cúng quen rồi, không cúng là không được, lớn nhỏ gì cũng phải cúng. Cho nên có nhiều người trong đạo tràng mình đó, cũng nói với nhau rằng đó là đừng có cúng nha, cúng cái nó quen đó, tới ngày nó bu lại đó. Rồi là nó bám theo mình, nó đi theo mình. Quý vị nghĩ nó đi theo mình nó làm gì? Đâu làm gì được mình đâu. Nhưng mà chúng sanh nó có nhu cầu, chúng ta giúp đỡ căn bản trên nền tảng nhân quả. Chúng ta đã gieo một cái nhân bố thí tốt thì chúng ta sẽ được một cái quả tốt. Rồi chúng sanh nó nhận từ tấm lòng từ bi của chúng ta thì chúng sanh nó phải mang ơn mình chứ, làm sao nó ám mình, làm sao nó đi theo nó quậy nó phá mình. Một số quan điểm nó chưa có đúng đắn lắm về vấn đề mà cúng cô hồn rồi tụng kinh rồi cô hồn nó theo. Thí dụ như ở nhà tụng Phổ Môn, Pháp Hoa, tụng kinh Di Đà, người ta đừng tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh Địa Tạng thì vong linh nó tới nghe, cô hồn nó nghe, thì nó không lẽ nó nghe xong nó bóp cổ mình giải đành đạch chết à. Có vong linh nào mà ác ôn ghê vậy, vong ân bội nghĩa vậy, phải không? Vong linh nó đang đau khổ nhưng mà nó cũng có những cái suy nghĩ không có đến nỗi tệ lệch lạc giống như chúng ta đâu. Mà mình cứ nghĩ rằng là hãy vong linh theo là không được, theo là xấu, không hẳn như thế. Thì trong đạo Phật, cúng vong linh và cúng cô hồn là những nghi lễ thông dụng. Các chùa, thầy nghĩ là hầu như chùa nào cũng tổ chức cúng vong linh. Có chùa ta cúng mỗi ngày, chùa thầy mỗi ngày mỗi cúng thí thực, cúng nhỏ nhưng mà tới ngày sám hối thì cúng lớn. Ngày nào cũng cúng hết để gửi những cái vật phẩm đó đến cho những chúng sanh đó, đang đau khổ. Thì tùy theo cái sự nhận thức hiểu biết về chánh pháp của mỗi người mà quan niệm về cúng thí, cô hồn hoặc là cúng vong nó có những cái cách hiểu khác nhau. Thì thưa với lại quý vị, theo đạo Phật thì cúng vong linh thì chỉ có những chúng sanh trong ngạ quỷ mới hưởng được. Khi chúng ta cúng cơm, cúng đồ cho vong linh thì chỉ có những chúng sanh mà bị đọa lạc trong cảnh giới của quỷ đói đó, nó mới tương ưng, mới có thể nhận được cái thực phẩm này. Bây giờ người thân mình đã khuất, mình đâu có biết được người thân mình đang đọa lạc cái cảnh giới nào, mà mình sợ nhất đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Địa ngục và súc sanh thì chúng ta bằng cách là bố thí cúng dường hoặc là chúng ta tụng kinh, chúng ta hồi hướng công đức. Nhưng mà còn ngạ quỷ thì sao? Họ đang đói, rất là đói khổ, thì mình cúng cơm. Cho nên cúng vong linh, chỉ có những vong linh tái sinh trong loài ngạ quỷ thì mới được hưởng cái lợi ích tương ưng này. Còn cúng cô hồn chính là cái phương thức mà bố thí cho loài chúng sanh mà nó đang cố chấp, không nơi nương tựa, không người thờ tự, không siêu thoát được. Nhưng bắt buộc chúng ta phải làm một cái điều, đó là phải khai thị. Phải khai thị cho những chúng sanh này, những vong linh này,
những người đang đọa lạc ở cảnh giới này hiểu được rằng cái sự chấp thủ của họ là hiện ra được cái cảnh giới khổ đau, cho nên họ buông bỏ đi cái sự chấp thủ thì họ sẽ thoát ly khỏi cái cảnh giới khổ đau. Rồi sau đó chúng ta cúng thức ăn cho họ, thức uống thực phẩm dâng cúng cho họ được no đủ. Cho nên cái vấn đề mà khai thị cho họ xả ly các chấp thủ để họ thoát khỏi những cảnh giới khổ đau, đây là một cái yếu tố rất quan trọng quyết định thành công cho cái buổi lễ cúng vong hoặc là cúng cô hồn. Sau khi mình khai thị xong rồi mình mới cúng thực phẩm cho những chúng sanh để dùng, rồi mình sám hối cho những chúng sanh đó, rồi quy y cho những chúng sanh đó để gieo một cái duyên thù thắng để các chúng sanh đó có thể quy hướng về Tam Bảo, thì ở cảnh giới nào chúng sanh đó cũng được hưởng phúc lạc. Tìm lại trong kinh điển thì chúng ta thấy Đức Phật nói về vấn đề cúng vong linh và thí thực cô hồn rất là cụ thể rõ ràng. Đây không phải là một tín ngưỡng của dân gian, không phải là những cái niềm tin mù quáng của quần chúng, mà Đức Phật có chỉ dạy một cách cụ thể rõ ràng. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương 4 Pháp Phẩm Nghiệp Công Đức, thì Đức Phật xác định vấn đề mà cúng vong linh là một việc làm đúng đắn. Đức Phật nói rằng một vị thánh đệ tử với tài sản do mình tạo ra đúng pháp rồi tổ chức 5 loại hiến cúng, gồm có cúng cho bà con, hiến cúng cho khách, hiến cúng cho các vong linh quá khứ, hiến cúng cho vua và hiến cúng cho chư thiên. Đó là sự thọ hưởng đúng phương xứ. Thì trong 5 cái cách cúng này, tài sản hợp pháp này của mình tạo ra, thì trong đó có một cái hiến cúng cho các vong linh quá khứ. Thì cái chuyện mà cúng cho các vong linh quá khứ nó phù hợp với cái tập tục cúng cơm ngày đám giỗ, cúng tuần thất của mình, cúng kỵ của chúng ta. Cho nên không phải là tự nhiên chúng ta bày ra chúng ta cúng. Cái tập tục này nó có từ lâu đời đối với lại tín ngưỡng của người Ấn Độ trước cả Đức Phật ra đời. Khi thành đạo, Đức Phật dùng tuệ tri của mình, tuệ giác của mình, cho nên thấy rõ được tất cả những cảnh giới của chúng sanh này nó đau khổ như thế nào. Nhưng mà Đức Phật không có nói, tại vì nói ra có một số người không tin, cho nên Đức Phật không nói. Mà chính vì lẽ đó thì một số người cho rằng là thế giới này không hiện hữu, hoàn toàn là một thế giới do ảo tưởng, do tự mình đặt ra. Thì có những trường hợp Đức Phật có nói về thế giới của những người đã khuất. Thì đối với lại Kinh Tăng Chi Phẩm Nghiệp Công Đức thì chúng ta thấy Đức Phật xác định rõ ràng rằng những tài sản chúng ta tạo dựng ra đúng pháp, chúng ta có thể hiến cúng 5 loại thì đều được lợi ích, và những người này, những chúng sanh, những đối tượng này được hưởng một trong 5 loại đó. Thì có những vong linh quá khứ, những vong linh quá khứ là gồm những người thân đã khuất của mình, ông bà tổ tiên, cụ quyền, thất tổ, cha mẹ, vân vân. Mà cha mẹ mình đâu phải cha mẹ một đời, cha mẹ của những đời quá khứ nữa. Chúng ta cũng mang ơn những người đó, những cha mẹ đó. Cho nên khi phục nguyện, các thầy hay phục nguyện là đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, tức là cha mẹ nhiều đời, cha mẹ bảy đời, hồi hướng cái công đức đến để hiến tặng cho cha mẹ nhiều đời của mình, cha mẹ trong bảy đời của mình. Chính vì lẽ đó cái việc mà cúng dỗ, ngoài cái ý nghĩa là chúng ta trao gửi đến toàn bộ tấm lòng biết ơn của mình
và cứu giúp về phần thực phẩm cho người thân quá khứ của mình, thì những chúng sanh này đang ở cảnh giới nào đó cũng sẽ có thể hưởng được. Thì ngoài cái chuyện đó ra, chúng ta còn có một cái giá trị nữa là mang tính giáo dục. Khi chúng ta cúng cơm ông bà cha mẹ mình trong ngày giỗ, mình giáo dục được con cái của mình cái tinh thần uống nước nhớ nguồn, luôn biết nhớ về cái công ơn của tổ tiên của ông bà, cái đức sinh thành dưỡng dục của trong song thân cha mẹ. Mình giáo dục con cái mình qua một cái hình thức cúng như thế. Cho nên ngày giỗ đó, thầy nghĩ quý vị nên tổ chức, mà tổ chức đơn giản thôi, nấu một mâm cơm chay. Thường ngày thì mình ăn nhẹ nhàng, thì bữa nay mình nấu ba món, món canh, món kho, món xào vậy đó. Rồi mình sắp lên mình cúng, vợ chồng con cái được thắp nhang, mình giải thích cho con mình biết ngày nay là ngày giỗ của bà nội hay của ông ngoại gì đó, ba mẹ rất là nhớ ơn ông bà, thương nhớ ông bà đã sinh ra ba mẹ, nuôi ba mẹ lớn lên trong gian khó cực nhọc, là cái dù ông bà đã khuất nhưng mà tới cái ngày ông bà mất, ba mẹ luôn nhớ và mong được dâng một mâm cơm để tỏ bày cái tấm lòng biết ơn đó. Đây là một cái cách giáo dục trực tiếp cho con cháu của mình hiểu được cái tinh thần uống nước nhớ nguồn. Thưa với lại quý vị, trong Kinh Tăng Chi chương 10 Pháp, phẩm thứ 17, Đức Phật dạy rõ về cái việc con cháu tổ chức cúng cho người thân đã chết. Thì ai tương xứng với cảnh giới này thì sẽ được lợi ích. Thầy xin phép đọc một cái đoạn văn ở trong kinh để quý vị thấy được cái cuộc đối thoại giữa Đức Phật với lại một cái vị Bà La Môn. Ông thắc mắc cũng giống như chúng ta về người thân đã khuất và cái chuyện mà mình cúng tế đó, người thân có được hưởng hay không. Này Bà La Môn, người nào sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi ngạo quỷ, vị ấy được nuôi sống và tồn tại với các món ăn tại đây. Món ăn nào các bạn bè thân hữu hoặc bà con hoặc người cùng huyết thống muốn hướng cúng cho vị ấy, tại đó vị đó sống với lại món ăn đó, tồn tại với món ăn đó. Này Bà La Môn, đây là tương ưng xứ, trú nơi đây vị ấy được lợi ích của bố thí. Qua đoạn kinh này chúng ta thấy Đức Phật xác quyết một cách rõ ràng rằng nếu là thân nhân của chúng ta sau khi chết theo nghiệp thọ sanh vào các cảnh giới lục đạo thì hoàn toàn mọi chúng sanh theo nghiệp, duy chỉ có chúng sanh thọ sanh vào cảnh giới của ngạ quỷ mới có thể thọ hưởng được thức ăn này. Cho nên khi sanh vào cảnh giới của trời, người, địa ngục, Atula thì không có nhận được. Chỉ có sanh vào cảnh giới ngạ quỷ mới nhận được cái thức ăn mà chúng ta cúng. Nhưng điều quan trọng là Đức Phật xác quyết lục thân quyến thuộc của chúng ta chắc chắn rằng có người đang đọa lạc vào cảnh giới ngạ quỷ do nghiệp tạo, tham lam bỏng sẻn, ích kỷ, cho nên mới thác sanh vào cái cảnh giới ngạo quỷ. Khi họ bị tái sanh vào cảnh giới của quỷ đói, họ đau khổ lắm, có thức ăn nhưng không ăn được. Và trong kinh diễn tả chúng sanh này có bụng to, đầu to nhưng mà cổ nhỏ, cho nên không thể ăn được, không thể uống được. Thấy nước chạy tới múc nước uống thì nước nó trở thành nước đồng sôi. Hãy bốc thức ăn, thấy thức ăn thì thức ăn nó trở thành lửa dữ, không thể ăn được, không thể uống được, họ đau khổ vô cùng.
Cho nên khi Đức Phật xác định quyến thuộc của chúng ta có người bị tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ này, thì cái việc mà cúng bái của chúng ta trong cái ngày giỗ chạp, ngày quý kỵ đó hoàn toàn không có thừa thải, không có vô ích. Mà người phát tâm hiến cúng cũng được phước quả. Vị Bà La Môn đã hỏi Đức Phật như thế này: thưa tôn giả Gotama, tôn giả Gotama tức là tên tục của Đức Phật đó quý vị. Thưa tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống ấy đã chết, không sanh vào chỗ ấy, thời ai sẽ là người hưởng được của bố thí ấy? Đức Phật đáp rằng: này Bà La Môn, các bà con huyết thống khác đã chết được sanh vào chỗ ấy, những người ấy được hưởng bố thí ấy. Bà La Môn lại hỏi: thưa tôn giả Gotama, nếu bà con huyết thống đã chết không sanh vào chỗ đó, và các bà con huyết thống khác cũng không sanh vào chỗ ngạ quỷ đó, thời ai sẽ hưởng của bố thí này? Đức Phật đáp rằng: không có trường hợp ấy, không có cơ hội ấy. Này Bà La Môn, chỗ đó có thể trống không trong một thời gian dài, không có người bà con huyết thống đã chết. Nhưng này Bà La Môn, người bố thí không phải không được hưởng quả. Qua đoạn đối thoại này chúng ta thấy có hai vấn đề. Bà La Môn hỏi Đức Phật rằng: nếu bà con quyến thuộc của chúng ta sanh vào cái cảnh giới ngạ quỷ thì chúng ta cúng thì họ có được hưởng hay không? Đức Phật xác nhận rằng họ có được hưởng. Và cái điều thắc mắc thứ hai của Bà La Môn hỏi Đức Phật rằng: nếu như bà con quyến thuộc của chúng ta không thác sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, thì cái chuyện mà mình hiến cúng cái thực phẩm đó trong cái ngày giỗ này kia thì như thế nào? Thì Đức Phật đáp rằng: không có chuyện trống không. Nếu như lục thân quyến thuộc của chúng ta thác sanh đến những cảnh giới khác tốt đẹp hơn cảnh giới ngạ quỷ, thì chính mình là cái người dân cúng thực phẩm vẫn được một cái quả báo tốt đẹp. Cho nên cúng vong linh rất là quan trọng. Thì chúng ta đang lo lắng, đang hoang mang, không biết lục thân quyến thuộc của mình là đang sanh ở cảnh giới nào. Có khi trong những giấc mơ chúng ta nhìn thấy, nhưng mà có khi chúng ta cũng không thấy. Ai đã có người thân mất thì ắt sẽ hiểu được cái nỗi đau khổ thống thiết trong lòng của mình khi mà nằm mơ thấy người thân của mình kêu gào thống thiết đau khổ đối khác như thế nào. Mình đau buồn lắm, mình khổ sở lắm, và mình không biết bằng cách nào để mình cúng được. Cho nên những cái lễ như thế này quý vị có thể đến chùa cúng, và có thể mời các thầy về nhà cúng. Bởi vì yếu tố để quyết định trao gửi được cái thực phẩm này đến cho những người đó, đó là khai thị. Khai thị cho các hương linh này hiểu được cảnh giới của họ là do nghiệp tạo ra, mà tội nó vốn không có thật tướng, hoàn toàn do tâm tạo ra. Nhưng mà có người thắc mắc là bây giờ đó, cha mẹ con chết ở nhà, con thờ cúng ở nhà, bây giờ đem vô chùa cúng là cha mẹ con có ăn được không? Cha mẹ con có đi tới ăn được không? Theo quý vị có đi được không? Được không? Vậy chứ sao chết bên Mỹ với bên đây mình cúng đó? Rồi những người chết vì thiên tai bão lụt ở xứ khác, mình ở đây mình làm lễ cầu siêu mình cúng đó, họ được nhận không? Họ đâu có lết lết giống như mình, mà đi cái kiểu mà đi xe đạp, xe Honda đi rồi kia. Họ đi bằng cái gì? Bằng thần thông à? Trời, chúng sanh này mà có thần thông mới ghê chứ. Họ đi bằng tâm thức. Họ đi bằng tâm thức quý vị. Cho nên là quý vị mà đem cái tâm thức của mình mời họ thì họ mới đến được. Chứ còn cái miệng của mình mà mình nói mà mình không có cái tâm tưởng gì hết là họ cũng không đón nhận được. Mình phải dùng cái tâm thức của mình thì mới chiêu cảm được họ,
họ ở khắp cả các nơi, họ đến rất là nhanh, họ đi rất là nhanh, họ đến tất cả các cảnh giới. Nhưng mà do cái nghiệp tham chấp của họ và cố chấp của họ cho nên họ không thể đến được những cảnh giới tốt. Mà cái nghiệp của họ nó chi phối, họ thấy tốt nhưng mà thực sự là họ đến những cảnh giới xấu. Đó, mình thấy cái lá cây nó lung lai vậy, nó sao nó bền, gió mưa, nhưng mà đối với họ nó là lâu đài. Cái nghiệp của họ nó như vậy đó. Thí dụ như trong mắt anh em là tất cả, nó đang yêu là vậy đó, nó không hề thấy nhỏ đó sức môi, không hề thấy nhỏ đó có một thước 42 à, lùn xịt quất cho đôi quất 2 tấc, đứng cũng tới vai người ta thôi. Thì cái nghiệp ái đó, nó chi phối cho nên là cái gì cũng đẹp hết, lúc đang yêu là vậy đó. Chỉ có người mà không có yêu, trong cái cuộc yêu đó người ta mới tỉnh táo. Mày ơi, mày tỉnh ra giùm tao cái coi, con nhỏ này nó dữ như con trằn, nó bán ở ngoài chợ, từ ở trên chợ xuống tới dưới chợ, không ai mà nó không gây không cãi trong nhà thì nó cũng không nhường nhịn ai. Nhưng mà không đâu, thương người thương cả lối đi. Do cái nghiệp ái nó chi phối cho nên thấy đẹp hết. Đó, khi yêu nhau là thấy đẹp vậy, nhưng mà tới khi mà gây lộn với nhau còn đẹp nữa không? Chuẩn bị ly dị coi, trời ơi, thằng cha quỷ này ở dơ hơn là cái gì nữa. Đàn ông gì mà kỳ cục này kia, lăng nhăng, không có trách nhiệm này kia. Nhưng mà lúc yêu đâu hề thấy những cái lỗi đó. Cái đó là do nghiệp hết. Nghiệp đó là do đâu? Do sự tham chấp của mình, do cố chấp. Cố chấp ở trong kinh gọi là quản kiến. Cái chữ quản có nghĩa là cái ống trúc. Cái ống mà cây trúc nó có cái lỗ rộng á. Cái chữ đó gọi là chữ quản, kiến là nhìn. Quản kiến tức là nhìn qua cái lỗ rộng của cái ống trúc, tức là cái nhìn hạn hẹp mà mình kẹt vào trong cái nhìn đó, cái kiến thức đó, cái quan điểm đó. Chính cái kiến thức, cái quan điểm này mình bị kẹt cho nên mình mới đọa lạc. Thì chúng sanh ở cảnh giới này họ cũng khổ như vậy đó. Họ khổ bởi sự cố chấp của họ, bởi nghiệp dẫn. Họ khổ lắm là vì họ không có thể thoát ra được, do chính cái ý niệm đó nó trùm hết, nó bám lấy hết. Cho nên quý vị thấy không, khi tôn giả Mục Kiền Liên cứu giúp cho mẹ đi xuống tới cảnh giới địa ngục niệm Phật, nhưng mà có một số chúng sanh đâu có niệm Phật theo. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng chúng ta thấy đó, cho dù nghe một tiếng niệm Nam Mô Phật cũng được giải thoát, nhưng mà nó không nghe, không chịu nghe. Đừng có nói chúng sanh cảnh giới địa ngục, chúng sanh ở quanh chúng ta thôi. Có nhiều người dễ thương lắm, nghe mình niệm Phật niệm theo, nhưng mà có người thấy mình niệm Phật cái trề môi bà tào lao, miệng bà làm gì làm sao mà. Quý vị gặp mấy người đó chưa? Thầy gặp rồi đó. Đi tới chùa thầy, một cái gia đình đó, hai vợ chồng, hai đứa con. Anh chồng thì rất là tin, rất là quý các thầy, nhưng mà chị vợ thì không. Nhưng mà vì thương chồng cho nên chồng rủ đi chùa đi theo. Hai đứa con thì cũng có một đứa ăn chay, niệm Phật tụng kinh, nhưng mà có một đứa con thì nó không có tin. Thế là trong nhà chia ra hai phe, xiển giáo và triệt giáo. Hắc bạch giang hồ chia ra hai phe, bên là danh môn chánh phái, bên là tà ma ngoại đạo. Thì cái bữa đó thầy tiếp gia đình đó, thầy có cầm sâu chuỗi. Thì cái anh chồng đó, ảnh thích lắm, ảnh thích cái sâu chuỗi thầy cầm, mà ảnh không có dám xin. Thực ra sâu chuỗi bình thường thôi quý vị, của người ta mới cho, rồi thầy cũng cầm, ai cho thì thầy cầm là niệm Phật thôi, thầy cầm là niệm Phật. Cái ảnh thích, cái thầy thấy ảnh có giải thích cái thầy cho, thầy nói tặng con nè, nhưng mà nhớ niệm Phật nha. Cái ảnh thích lắm, ảnh quỳ xuống anh cảm ơn được. Chị dễ trề môi, dở niệm được mấy bữa, làm xàm được mấy bữa. Thầy mới nói con không có nên nói như thế, không có được nói là chồng niệm Phật là làm xàm. Cái thứ hai nữa, niệm Phật cho dù một câu
vẫn còn hơn là niệm tào lao, còn hơn là những cái niệm sân, niệm si, niệm tiền, niệm tình. Niệm Phật dù một câu thôi, nhưng mà với một cái tâm thành kính, tâm trong sáng, thì có thể tội diệt hà sa. Cái này là ư nhất niệm quy y, năng diệt tam kỳ nghiệp. Tức là chỉ trong một khoảnh khắc mà chúng ta quay trở về nương tựa với lại Đức Phật nơi tự tâm của mình, thì có thể vượt qua được tất cả những tội nghiệp của chúng ta đã tạo bao nhiêu đời. Chúng ta chưa đạt được cảnh giới này. Chị vợ nói đó, niệm Phật làm sao đó. Không đồng ý, hai đứa con, một đứa thì nó binh ba nó, ba nhớ niệm ngài cho con mượn sau chuỗi ngài của sư phụ cho, niệm cho nó hên. Nó có cảm tình với Phật giáo, nó không hiểu, nó chỉ nói niệm Phật cho hên thôi. Đó. Chứ không nghĩ có phước, không nghĩ tu hành gì hết. Nhưng mà cái người anh của nó đó, không đồng ý. Nó không dám nói gì, nhưng mà cái thái độ của nó là giống như là làm chuyện này chuyện rùa bu, không có lợi ích gì. Quý vị thấy không? Đừng có nói đợi đi xuống tới địa ngục mới gặp những chúng sanh mà chống đối hoặc là can cường. Ngay cả trong cuộc sống này cũng có những chúng sanh do cái nghiệp nó chi phối, cho nên là họ như vậy đó. Mình muốn khuyến hóa họ cũng không phải dễ đâu, nhưng mà cũng phải biết cách khuyến hóa. Tại vì cũng có một vài Phật tử khuyến hóa cái kiểu thuyết pháp chợ đen. Gặp ai, trời ơi, bạn trai đi nghe, bạn trai đi, bạn trai tốt lắm nghe kia nọ. Người ta chưa có học về cái giáo lý ăn chay, người ta chưa trải nghiệm đời sống ăn chay, làm sao ta tin mình liền. Đó, rồi mình mới tụng kinh được một cái bữa, chỗ tụng kinh tốt lắm nghe, bà tụng kinh đi ra chợ bán cũng mở kinh tụng rum beng qua chợ hết. Trúng nhầm cái bà bán kế bên, bà không phải đạo Phật. Bà đâu có thích. Bà nói mày có tắt đi cái đài không, nhức đầu quá. Lập tức ở bên đây chọt cái miệng qua, làm gì nhức đầu, nghiệp chướng nặng nề. Chửi người ta nghiệp chướng nặng nề. Bên kia chửi lại, ê cái con kia mày điên hả, mày mở tao nghe không được, tao nhức đầu, tao yêu cầu mày tắt, mày làm gì nghiệp chướng nặng nề. Ê ê, bà đừng tạo khẩu nghiệp nữa nghe, tôi đang mở kinh đó. Trời, lại mắng người ta tạo khẩu nghiệp. Thầy nghe cái câu chuyện này của một đứa con, nó kể lại cho thầy nghe quý vị. Mẹ nó bán giải ngoài chợ, tụng chú Đại Bi không biết thích thú kiểu gì, vô chợ mở chú Đại Bi rùm beng hết, mở tiếng Phạn nữa chứ, rồi còn tụng, rồi tụng theo, tụng theo, rồi còn ngúng quẩy lắc lư tụng theo cái kiểu tiếng Phạn nữa. Thầy gặp thầy nói nghe nó cả này con tụng kinh tiếng Phạn rồi giỏi. Ôi trời ơi, tụng tiếng Phạn tự nhiên nghe lòng mà nó thanh thản ghê lắm sư phụ, con không có duyên với tiếng Việt. Trong bụng này nói cái con nhỏ này bữa nay nó tỉnh thiệt rồi, nó người Việt Nam mà nó không có duyên tiếng Việt Nam, vậy nói tiếng Phạn đi, đừng nói tiếng Việt nữa. Đó. Ăn cơm tiếng Phạn nói làm sao con không biết, tao ghét mày nói tiếng Phạn nói làm sao không biết. Mình không có trách được những vị Phật tử này, quá gọi là nhân duyên đặc biệt, quá ngưỡng mộ cái pháp môn tu mà mình mới có được, mình tìm được niềm vui, cho nên là không kiểm soát được cái phấn khích đó, rồi không biết cách chia sẻ với người khác, vô tình nó bị phản tác dụng. Cho nên á, mình khuyến khích người khác là mình phải nhắm tới cái mục đích, chứ đừng có ép người ta. Mục đích của mình là hướng dẫn cho người khác tu tập. Tốt nhất đó là mình phải tu tập cho thật tử tế, tu tập cho thật là tốt. Ta nhìn vô ta thấy à, cái chị này chỉ tu theo đạo Phật, chỉ dễ thương quá. Ngày xưa trời ơi, cái miệng bà tới mang tay, còn bây giờ đó là không nghe chỉ nói một tiếng đó. Tự nhiên người ta đặt một cái vấn đề, ông chồng ông cũng đặt vấn đề, trời vợ mình lúc này hiền dữ vậy ta, ngày xưa trời tưởng đâu rước nhầm nữ tặc, thấy nữ sinh hiền lành quá, ai ngờ ra rước về mới phát hiện ra nữ tặc nó dữ quá. Nhưng từ ngày quy y Tam Bảo, biết ăn chay, biết tụng kinh, sao nó hiền, nó dễ thương, chồng con của mình cũng sẽ đánh giá mình một cách khách quan và trung thực. Đừng có tu kiểu cực đoan. Tu cực đoan đó nó cũng thuộc về quảng kiến, tức là cố chấp. Và cố chấp thì nó sẽ trở tạo nghiệp đó. Mà mục đích của mình là không thành công.
Thì thưa với lại quý vị, ngay cả những chúng sanh ở cảnh giới này do bị nghiệp chi phối cho nên họ không thể thoát ra được. Chính vì cái nghiệp nó chi phối cho nên họ nhìn thấy cái đẹp của họ, nhưng nó là cái khổ đau đối với người bình thường. Trời mưa, nước đọng một cái dũng ở ngoài trước đường. Mình đi ngang mình thấy mấy đứa nít nó lăn lộn ra tắm nó vui chơi. Mình người lớn, mình thấy nó dơ, mình thấy nó nguy hiểm, tại trong đó nhiều khi rồi bùn đất, vi trùng rồi có thêm miễn chai, miễn này kim, nhưng mà nó không thấy, nó thấy rất là vui. Mình đứng đó mình nói con ơi, ở đó bận lắm, dơ lắm, nó nói không, chú xuống đây tắm chứ con vui lắm. Hai cái nhìn khác nhau, bởi hai quan niệm, hay nói khác hơn tức là do nghiệp nó chi phối khác nhau. Mình thấy không tốt, nhưng mà cái nghiệp của nó chi phối bởi cái quan điểm cho nên nó thấy tốt. Mình làm cha làm mẹ, mình thấy con của mình quen một cái người đó không tử tế, không đàng hoàng, nhưng mà trong con mắt nó thấy người đó là tốt, là dễ thương, là đẹp, thì làm sao mình cản được? Thì chúng sanh ở cảnh giới ngạ quỷ này cũng vậy đó, bị cái nghiệp tham đắm chi phối, bị cái nghiệp keo kiệt bỏng sẻn chi phối, cho nên lúc nào cũng tham gom vô nhưng mà không ăn được, không uống được, cho nên càng đối thêm, tăng đối tăng khác thêm. Các Bồ Tát phát nguyện đi đến những cảnh giới này để độ sanh, mà còn độ chưa hết. Khuyên nó niệm một câu Nam Mô Phật thôi, trong Kinh Pháp Hoa nói đó, thấy không? Chỉ cần niệm một câu Nam Mô Phật thôi cũng được thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Nó không niệm, không niệm là không. Có mấy đứa nhỏ ở gần chùa thầy, thầy thấy nó bán vé số tội nghiệp lắm quý vị, rất là tội nghiệp, không học không hành gì. 13, 14 tuổi mà thầy nhìn nó chừng 7, 8 tuổi à, nó còi cọc, sơ xác vậy đó. Thầy nói vô chùa đi con, thầy cho con đi học, đừng đi bán vé số. Nó không ở chùa, không ở chùa. Hỏi sao vậy? Ở chùa chán. Thầy mới nói nó, ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm, ngồi tụng kinh cái đầu rung rinh. Nó kể ra hàng loạt, nó thấy ăn chay chán lắm, rồi tụng kinh rồi mệt lắm, rồi đủ thứ hết. Cái nghiệp nó có gì thấy không? Mình thấy nó không có đi học, tức là tương lai của nó khép lại rồi. Ở xã hội này mà không học, thời đại này mà không học, thì khó mà tìm được việc làm. Làm cái công tác tay chân, lao động tay chân nặng nhọc, thì kiếm đủ sống cũng là khó khăn. Hơn nữa đi học nó có kiến thức, nó có nhiều cơ hội để ổn định cuộc sống nó tương lai. Nhưng mà nó không cần. Ở nhà đi chăn bò, đi bán vé số, mà kêu nó đi tu nó không đi. Thầy nói giờ thôi khỏi tu, ở chùa thôi, thầy cho con đi học khỏi bán vé số, mua áo quần cho con mặc, ăn cơm rồi cho con đi học, mỗi tối tụng thời kinh thôi, để con suy nghĩ lại. Cái nghiệp của chúng sanh nó rất là nặng, bởi chi phối do cái nghiệp chướng của họ, do định kiến của họ. Cái quan điểm này mới cột chặt họ nhiều hơn, và có khi cột chặt mình không có lối thoát. Thí dụ vào đạo tràng pháp hạnh đây là phải mặc áo tràng, thấy không? Đeo thêm cái đai đạo tràng tu học rồi tịnh diện pháp hạnh Nam Mô A Di Đà Phật đàng hoàng. Bây giờ tự nhiên có người không mặc áo tràng, mặc áo hai dây, không mặc quần dài, mặc quần xà lỏng. Đi vô đây cà nhõng cà nhảnh tới đòi bắt tay thầy, đứng nhúng cái em chào thầy. Quý vị chướng con mắt không? Chướng không? Bà xử nó làm sao? Hả? Xử cái con mẹt đó như thế nào? Đương nhiên một đạo tràng tu tập là phải mặc đồ đúng theo quy định. Cho dù mình không có chuẩn bị được áo tràng, không có đai đeo, thì mình cũng mặc đồ nó nghiêm túc, kín đáo. Tại vì đi chùa mà đi tu tập mà đến một cái nơi tôn nghiêm, chứ đâu phải đi chơi, đi tắm biển đâu à.
Nhưng mà cái người này không phải là Phật tử, cho nên họ làm việc có áo tràng. Và cái nhận thức của họ nó hoàn toàn khác cái nhận thức của một cái người mà có cái đời sống tâm linh. Tại vì có những người họ dẹp hẳn cái đời sống tâm linh qua một bên, sống vô thần. Chúng ta là người Phật tử, chúng ta có quy định rõ ràng, nhưng chúng ta không có kẹt cứng vô. Thấy một cô mà ăn mặc như thế, mình cởi áo tràng ra, phải không bác? Đem tới con mặc cái áo này này con cho nó đẹp hơn. Thì túm lại nó kín đáo chứ gì đâu ạ. Chứ còn mình đi tới mình chống nạnh, ê cái con nhỏ kia mày bị khùng hả? Mày vô đây mày đi đâu vậy? Mày muốn hốt con thầy à? Mình phản ứng cái kiểu đó thì nó sẽ thấy đạo Phật mình toàn là gấu không à. Ở trong chùa đạo tràng nghe nói hiền lắm, tu tập dễ thương lắm. Nhưng mà trời, bà nào bà nấy chằn ăn trăng quắn vậy trời. Nó mình cởi áo tràng ra, mình cũng mặc bộ đồ giặt hò, mình cũng kín đáo à. Mặc đi con mặc cái áo này vô nè, rồi con đi tới con chào thầy, dễ thương không? Nó tức là mình đang gửi một cái năng lượng tích cực từ một cái tâm hồn trong sáng của mình, không có vướng vào cái quan niệm cứng nhắc. Nhưng mà mình gửi cho nó mặc cái áo là nó phải mặc á. Nó phải mặc á. Một cái cách ra lệnh hết sức là nghệ thuật và nhẹ nhàng đưa người ta vào khuôn khổ. Người ta sẽ thấy cái áo, người ta sẽ hỏi mình mặc cái nào, để cô mặc giùm cho con. Tại chắc chắn nó sẽ không biết gài những cái nút này như mình đâu. Nó chưa mặc lần nào mà. Quý vị biết tại sao không? Có mấy bà Phật tử già ở chùa thầy cũng mắc cười lắm. Đi tới chùa thầy nhầm cái lúc có một nhóm mấy đứa trẻ trẻ đi tới chùa thầy mà nó không phải là Phật tử. Bạn bè nó rủ rồi nó đi thôi, nó đang đi biển chơi mà, cho nên về nó ghé chùa, đứa nào cũng xà lõn xác nách hết á. Thầy nói xà lõn xác nách là cũng tương đối kín lắm rồi. Nó rồi cái la con người ta, tụi bay không có được đi vô chùa mà ăn mặc bậy bạ vậy nghe chưa. Cái nó nhìn là cái gì đó bậy bạ, ăn mặc này mà bậy bạ. Thầy ngồi thầy coi cái bả làm gì, bả quay qua bả sợt luôn thầy. Thầy á, thầy coi chừng á nha. Thầy ngồi đó thầy cười cười cười, có bữa nó vớt thầy luôn á. Thầy nói bây giờ thầy làm sao? Nó không phải là Phật tử, họ không hề biết gì gì về cái vấn đề mà đời sống tâm linh chốn nghiêm trang gì hết. Thì chào thôi chứ được Phật. Mà đáng vậy nó còn nói em chào thầy. Bà già rồi bà nói tao còn kêu thầy xưng con mà mày xưng em hả? Mày khùng á. Mấy đứa nó càng hoang mang thêm nữa. Nó không hề biết nó bị lỗi gì. Mình giữ quy củ thiền môn đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà phải hết sức là nhẹ nhàng và khéo léo để mình không trở thành cái người cố chấp vào những quan điểm do chính mình đặt ra. Đó gọi là tùy duyên. Nhưng chúng ta vẫn giữ cái tâm trong sáng thuần tịnh, muốn gửi năng lượng tích cực của Phật Pháp Tăng tới cho họ, đem ánh sáng đạo Pháp tới cho họ, không thay đổi dù họ là đối tượng nào, cái đó gọi là bất biến. Thì ứng dụng tinh thần tùy duyên bất biến, chúng ta sẽ chuyển đổi được nghiệp. Thì người thân của chúng ta đã chết rồi, bất luận là chết lâu hay mau, thời gian một năm, một ngày hay là 100 năm, chúng ta cũng hoàn toàn không hề biết được họ đang thác sanh vào cảnh giới nào. Khi chúng ta chưa chứng quả, chúng ta hoàn toàn không biết điều đó. Thì Đức Phật đã xác định rồi, có người họ sẽ tái sanh vào cảnh giới của ngạo quỷ. Cho nên cái chuyện mà chúng ta lập ra cái buổi cúng trong cái ngày giỗ, ngày quý kỵ, ngày tuần thất hoàn toàn là điều làm nó đúng với lại chánh pháp và có lợi ích cho mình và cho cả cái người thân đã khuất đó. Và quan trọng làm sao để giúp cho họ thoát khỏi những cái định nghiệp do chính quan điểm của họ cột chặt họ. Họ xả ly được cái quan điểm đó thì họ sẽ thay đổi được tư tưởng. Thay đổi được tư tưởng họ sẽ hướng thiện. Hướng thiện thì họ sẽ tự giải thoát và họ sẽ có một tiến trình tái sinh tới những cảnh giới tốt đẹp hơn, không có đau khổ nữa. Còn về vấn đề cúng cô hồn, kính thưa tất cả quý Phật tử,
Cô hồn là cách gọi của dân gian, chỉ cho những vong hồn không nơi nương tựa, cô đơn lạnh lẽo, đang phượng phất theo gió núi mây ngàn, hay là bám víu vào những chồi cây, chiếc lá. Trước hết chúng ta khởi cái lòng từ bi, thương xót những chúng sanh này không nơi nương tựa và rất đau khổ, trong đó có vấn đề đối khác. Và chúng ta phát tâm để bố thí không ngoài mục đích cứu độ cho họ. Thì cái nghi thức này gọi là nghi thức cúng thí thực cô hồn. Không đơn giản là từ bi nha quý vị. Không đơn giản là thương xót họ, tội nghiệp họ. Mà thông qua cái pháp bố thí này, chúng ta mong được cứu độ họ. Cứu độ họ tức là cứu giúp họ và đưa họ qua được bến bờ an lạc, thoát khỏi những cái nơi trầm luân đau khổ mà họ đang chịu. Trong kinh Tương Ưng Bộ chương 12 Tương Ưng Sự Thật, Đức Phật đã khẳng định rằng con người sau khi chết đi, một bộ phận nhỏ sẽ bị nghiệp dẫn tái sinh vào ngạ quỷ. Đoạn kinh đó như thế này: này các tỳ kheo, ít hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người được tái sinh lại làm người, và nhiều hơn là các chúng sanh sau khi chết từ thân người tái sanh vào cõi ngạ quỷ. Thì cõi ngạ quỷ sống ở đâu? Trong kinh Tăng Chi Bộ chương 7 Phẩm Đại Tế Đàn, Đức Phật nói rằng ngạ quỷ cùng sống với lại chúng ta. Cảnh này gọi là cảnh thánh phàm đồng cư độ, tức là bậc thánh và phàm phu, những chúng sanh trong các cõi đều ở chung một cảnh giới này. Chúng ta với ngạ quỷ cũng sống chung với nhau một cảnh giới. Thì có trường hợp chúng ta có nhân duyên thì chúng ta sẽ tiếp xúc và chúng ta thấy và chúng ta cảm nhận và biết được họ. Nhưng mà có trường hợp thì chúng ta không có biết, chúng ta không thấy. Hoàn toàn cảnh giới này chúng ta không thể dùng bằng mắt thường để chúng ta thấy. Thưa với lại quý vị, xuất phát từ câu chuyện bà cư sĩ Velukantaki, mẹ của tôn giả Nang Đà, bà thấy được quỷ. Lúc bấy giờ khi mà tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đang du hóa ở tại Dakshinagiri, thì cùng với lại các đại tỳ kheo, thì lúc bấy giờ nữ cư sĩ Velukantaki, mẹ của tôn giả Nang Đà đó, nói với lại tôn giả Xá Lợi Phất rằng: bạch tôn giả, không phải chỉ có sự vi diệu như vậy, sự hy hữu như vậy đối với con, còn có một sự kiện vi diệu hy hữu khác. Ở đây con xin thưa với tôn giả được biết rằng người chồng của con khi mạng chung đã sanh vào loài dạ so, và vị ấy hiện lên trước mặt con với một tự ngã như lúc trước. Nhưng thưa tôn giả, con biết rõ không vì nhân duyên ấy tâm của con đổi khác. Thì qua cái đoạn đối thoại giữa nữ cư sĩ này với tôn giả Xá Lợi Phất, thì mẹ của ngài Nang Đà khẳng định rõ rằng bà thấy được chồng của bà sau khi chết hiện lên trước mặt bà, và cái hiện tướng đó là hiện tướng dạ so, tức là một loại chúng sanh cũng chịu đau khổ, một loại quỷ. Trong kinh Tiểu Bộ Phẩm Ubari Ngạ Quỷ Sự nói về câu chuyện mẹ của tôn giả Xá Lợi Phất. Đây là người mẹ đời trước của tôn giả Xá Lợi Phất. Khi Đức Thế Tôn ở tại Trúc Lâm Tinh Xá Giáo Hóa, thì bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả Mục Kiền Liên đang cùng trú ở một nơi trong khu rừng không xa thành Vương Xá Mấy. Thì trong đời quá khứ, mẹ của tôn giả Xá Lợi Phất có một bà mẹ. Bà hết sức là tham lam bỏng sẻn, tạo ác nghiệp nặng nề,
Cho nên sau khi chết bà đọa vào cảnh giới ngạ quỷ, chịu khổ sở vô cùng. Thì lúc này nữ quỷ đó mới tìm tới tôn giả Xá Lợi Phất, rủ lòng thương và xin ngài phát tâm để cứu độ, bố thí và cứu độ cho. Sau đó tôn giả Xá Lợi Phất cùng với lại các tỳ kheo đến gặp vua Tần Bà Sa La trình bày sự việc, và đức vua hứa sẽ hỗ trợ nhân duyên chấp thuận cho lễ này. Sau khi tất cả các lễ phẩm được bày trí chuẩn bị xong xuôi, thì tôn giả Xá Lợi Phất thành tâm dâng lên cúng dường Đức Phật và chư tăng khắp mười phương, rồi hồi hướng công đức đó cho nữ quỷ vốn là thân mẫu đời trước của mình. Nhờ phước báo đó mà nữ quỷ mẹ đời trước của tôn giả Xá Lợi Phất được thoát kiếp ngạ quỷ, sanh lên cõi trời. Thì toàn bộ câu chuyện này chép lại ở trong tiểu bộ Ngạ Quỷ Sự. Thì chúng ta thấy lục thân quyến thuộc nhiều đời của mình, làm sao chúng ta biết được ở cảnh giới nào? Chúng ta hoàn toàn chúng ta không biết, và rất có thể đang tái sanh ở cảnh giới ngạ quỷ đau khổ, chưa siêu thoát. Tôn giả Xá Lợi Phất có thần thông cho nên có thể biết được, nhưng mà người mẹ đau khổ này cũng hiện tới để xin tôn giả Xá Lợi Phất rủ lòng thương lập một cái pháp bố thí và cứu độ cho. Tôn giả Xá Lợi Phất mới nhờ vua Tần Bà Sa La tài trợ cho cái pháp hội này. Thì sau khi phẩm vật được bài biện đầy đủ hết, thì tôn giả Xá Lợi Phất dâng lên cúng dường Đức Phật và chư tăng, đồng thời hồi hướng công đức này cho mẹ của mình là quỷ nữ của đời trước. Bà nhờ cái công đức đó bà được sanh về cõi trời, thoát khỏi ngạ quỷ. Cho nên bây giờ chúng ta làm lễ cúng dường trai tăng chính là dựa vào cái nguyên tắc này, dựa vào cái ý của cái lời kinh Ngạ Quỷ Sự này ở trong tiểu bộ. Hình thức cúng dường trai tăng như tái hiện lại cái cảnh tôn giả Xá Lợi Phất cứu người mẹ tiền kiếp của mình đọa làm ngạ quỷ, tái hiện lại cảnh tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ của mình trong pháp Du Lan Bồn mà thể hiện ở trong kinh Đức Phật đã nói. Có một số người không có tin vào cái chuyện này. Họ nói rằng cúng dường chư tăng là cúng cho chư tăng thôi, chứ làm sao mà người thân đã mất của mình được hưởng cái công đức này. Tại họ không có hiểu được cái cảnh giới khổ đau của những người thân đã mất. Khi chúng ta làm cái pháp bố thí cúng dường này thì ít nhất tác động vào trong cái hương linh, cái cô hồn này rằng phải buông xả, không tham nữa. Cái tham là cái nghiệp nhân chính yếu để đưa tới cái cảnh tái sinh ở ngạ quỷ, ở quỷ đối hoặc ở những cảnh giới đau khổ khác tối tăm hơn. Cho nên khi chúng ta phát tâm bố thí cúng dường là một cách để hướng dẫn cho người thân đã khuất của mình bỏ đi cái tâm niệm tham lam, chấp trước, ích kỷ, bỏng sẻn của mình. Cái thứ hai đó là nhờ năng lực chú nguyện của những người tu thanh tịnh chân chánh, của Đức Phật, của chúng tăng. Cho nên nhờ cái công đức này gửi tất cả những cái năng lượng tích cực đó đến cho người thân, thì người thân ở cảnh giới nào cũng hưởng được, chắc chắn như thế. Tại điều này được Đức Phật nói ở trong kinh tiểu bộ Ngạ Quỷ Sự. Thế thì bây giờ chúng ta đặt ra một vấn đề. Bây giờ hoàn cảnh của mình nó không cho phép, kinh tế của mình nó hạn hẹp, thì làm sao chúng ta làm được lễ cúng dường trai tăng? Vậy thì chúng ta muốn cứu giúp người thân của mình làm cách nào?
thì chính chúng ta tụng kinh, bái sám, tu tập, làm những cái việc phước thiện tùy theo khả năng của mình. Còn vấn đề cúng dường trai tăng, chúng ta có thể đến một ngôi chùa nào đó, chúng ta tin tưởng cái vị thầy trụ trì, chúng ta trình bày điều kiện của con rất là hạn chế, con có thể có được bao nhiêu đây, xin thầy làm cái lễ trai tăng cúng dường cho. Thì thầy trụ trì đó nếu là một người tu hành chân chánh sẽ bằng mọi cách để giúp đỡ cái người thân này để cúng dường trai tăng, giúp đỡ cái người Phật tử mà không có điều kiện này, họ có thể cúng dường trai tăng để họ hướng công đức cho người thân của mình. Chỉ trừ một số người tu hành không chân chánh cho nên mới ngã giá, mới ra giá là bao nhiêu bao nhiêu. Chùa thầy 5 triệu cũng có làm trai tăng được đó. Thì đủ tiền mua bông, mua trái cây, mua thức ăn cúng dường Phật chứ cúng dường chữ tăng thôi. Thì cúng dường thức ăn đó là cũng là cúng dường chứ đợi gì tới hồng bao, phải không quý vị? Nhưng mà khá khá thì vẫn tốt hơn. Dâng cúng sự thanh tịnh hoàn toàn lên cho Đức Phật và chúng tăng. Phước báo nó lớn vô cùng. Và mình gửi cái công đức đó mình hiến tặng cho người thân đang ở cảnh giới đọa lạc của địa ngục ngạ quỷ súc sanh, người thân cũng sẽ nhận được. Quan trọng nhất là tấm lòng thành tha thiết của mình mới là cái sức tác động mạnh đến những cái vong linh, những cái hương linh, những cô hồn mà rất là tham chấp này. Những vong linh này nó đã tham rồi cho nên là nó tiếc, nó đủ thứ hết, rồi cố chấp, rồi nghi ngờ, rồi hoang mang, rồi sợ hãi. Chính những thứ đó làm cho họ đau khổ. Thì qua cái câu chuyện mà thầy mới kể cho quý vị về cái phẩm Ubari đó, trong kinh Ngạ Quỷ Sự của tiểu bộ kinh đó, thì chúng ta thấy nhấn mạnh đến cái việc cúng dường chư tăng để hồi hướng công đức cho ngạ quỷ được sanh thiên. Thì ngạ quỷ là loài chúng sanh chịu nhiều thống khổ. Cô hồn là những chúng sanh đang ở những cảnh giới rất là đau khổ. Họ mong mỏi được người thân giúp đỡ, bố thí, hiến cúng. Cúng dường thức ăn là việc thứ nhất để giúp cho họ không còn đói khát. Thứ hai đó là chúng ta nhờ cái sức chú nguyện của chư tăng, đạo lực của những người tu tập chân chánh để có thể chuyển giao hết toàn bộ những điều mà cái người muốn trao mới trao được. Chứ còn chúng ta đi cúng mà chúng ta có lòng mà đem tới cúng mà mấy thầy không có đủ năng lực thì đâu có chuyển được. Thí dụ mình muốn gửi hàng mình cũng phải chọn một cái dịch vụ nào có uy tín. Chứ còn mà đưa mấy cái chỗ mà nó lơm cơm, mấy cái dịch vụ ảo đó thì nó đem gửi hàng của mình đi sai địa chỉ hoặc là đi tới một cái nơi nào đó mình không biết luôn. Rồi thời gian đâu xa lắc xa lơ, cái không tìm được địa chỉ, xin trả lại cho bạn. Tuy mắt phàm của chúng ta chẳng nhìn thấy được những chúng sanh ở cảnh giới ngạo quỷ, những cô hồn đang giật dưỡng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng những chúng sanh này không tồn tại. Đức Phật và các vị thánh tăng thì thấy rõ biết cảnh giới này, cho nên trong kinh Tương Ưng Bộ phẩm thứ nhất về đống xương, Đức Phật đã dạy như thế này: này các tỳ kheo, ta đã thấy chúng sinh ấy nhưng ta không nói. Nếu ta có nói, các người khác cũng không tin ta. Và những ai không tin ta, những người ấy sẽ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Thì qua cái đoạn kinh này, chúng ta thấy được rằng Đức Phật đã xác quyết một cách
chắc chắn. Chúng sanh ở cảnh giới ngạ quỷ, chúng sanh cô hồn dứt dưỡng vẫn đang tồn tại ở thế giới của họ, và thế giới đó nó cũng đang cộng sống cộng tồn cùng với lại chúng ta, tức là cùng tồn tại chung với lại chúng ta. Và họ rất cần lắm cái sự giúp đỡ của những người đang sống. Cho nên cúng vong, cúng cô hồn không phải là tín ngưỡng dân gian, không phải là mê tín dị đoan, mà nó là một phương pháp tu hành được xây dựng trên nền tảng từ bi, trí tuệ, tri ân và đền ơn. Chúng ta có thương xót những chúng sanh đó thì chúng ta mới có thể gửi đến tất cả những năng lượng tích cực cho họ được bằng cái tấm lòng tha thiết của mình. Nhưng mục đích của chúng ta là muốn cứu độ họ thoát khỏi bờ bến mê để qua được bờ giác ngộ. Và chúng ta biết ơn ông bà cha mẹ của mình trên nền tảng giáo dục con cháu, cho nên đến ngày cúng tuần thất, dỗ chạp, húy kỵ, chúng ta không tổ chức linh đình mà chúng ta làm đơn giản đầy đủ ý nghĩa để gửi tất cả tấm lòng yêu thương của mình, biết ơn của mình đến với lại ông bà tổ tiên, giáo dục con cái biết sống có nguồn có cội và phải nhớ tới cái nguồn cội của mình. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, thì có thể nói cúng vong linh và cúng thí cho quỷ đói cô hồn đã tồn tại trong tín ngưỡng dân gian từ Ấn Độ cổ đại qua tới Trung Quốc rồi tới Việt Nam của mình rất là lâu đời. Và cái tín ngưỡng này được Đức Phật đề cập khá nhiều trong lúc Ngài thuyết giáo. Nhưng quan niệm của Đức Phật đó là tùy thuận việc cung kính này trên tinh thần từ bi trí tuệ, với một mục đích đó là lợi lạc chúng sanh, làm lợi ích và an lạc cho tất cả các chúng sanh, gồm người sống và người đã khuất. Cho nên khi Đạo Phật truyền vào Việt Nam thì tín ngưỡng này được tiếp nhận với tập tục văn hóa của bản địa, đồng thời được duy trì đến ngày nay như là một cái hình thức đạo ông bà. Cho dù chúng ta không theo tôn giáo nào, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng có ông bà, cha mẹ, tổ tiên để chúng ta thờ và chúng ta cúng. Thưa với lại quý vị, khi mà nói mình không có tôn giáo, mình không có tín ngưỡng, mình không có đạo gì hết, thì chuyện đó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đối với lại sự nghiệp của mình trên một cái tờ khai lý lịch. Nhưng về đời sống tâm linh, nếu như chúng ta không có một nơi để chúng ta nương tựa về tâm linh thì rõ ràng chúng ta là cái người rất đáng thương. Giữa dâu bể cuộc đời này, chúng ta đâu phải bình chân như vậy trên đỉnh vinh quang, chúng ta đâu phải tìm được cái sự ổn định mãi trong cuộc sống đầy biến động này. Cuộc đời có không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Có đó rồi mất đó, chỉ có tấm lòng của con người ta, tấm lòng yêu thương, tấm lòng hiểu biết, và chúng ta chọn cho mình có một điểm tựa tâm linh, đó là nơi quay về giữa phong ba bão tố của cuộc đời, thì đó chính là cách mà chúng ta tự xây dựng và thiết lập cho mình một môi trường sống an lành từ bên ngoài và bên trong. Nhưng chắc chắn sức mạnh của nội tâm sẽ không hề bị sự tác động của môi trường, dù môi trường có khắc nghiệt. Nhưng chính chúng ta đã vững được trong tâm thì chúng ta sẽ bớt đi những đau khổ do môi trường, do con người, do ngoại duyên chi phối. Cho nên chúng ta không phải là một cái kẻ sống vô ơn bội nghĩa, chúng ta không phải là cái người sống vô cảm, mà chúng ta luôn nghĩ tới những người đang đau khổ, những chúng sanh đang đói khát và những chúng sanh đang chịu lầm than vất vưởng. Chúng ta thương yêu họ như là chính người thân của mình, và họ trong tiền kiếp cũng có mối quan hệ giao cảm với mình, giúp đỡ họ cũng là cách giúp đỡ mình, chia sẻ họ cũng là chia sẻ cho mình, độ thoát họ cũng chính là tự độ cho mình. Đây là ý nghĩa cốt lõi của vấn đề cúng vong linh và cúng thí thực cô hồn mà Đạo Phật đã duy trì và tồn tại suốt mấy ngàn năm qua.
Không biết chùa ở đây thầy thầy trụ trì có cúng vong linh không? Có hả? Quý vị có tham gia không? Ở chùa thầy đó mà khóa tu cũng có tổ chức một cái buổi cúng, cúng lớn, buổi chiều đó tụng kinh, cả đạo tràng đều tụng âm dương lưỡng lợi. Tức là mình cũng muốn gửi đến những chúng sanh ở cảnh giới đó, đang ở trong quốc độ đó nhưng mà họ không có phước, để họ được bình yên, được hạnh phúc, thì mình phải giúp đỡ họ, chia sẻ họ, để mong được kết làm quyến thuộc cùng tu tập. Quý vị kết quyến thuộc với ma, quý vị có sợ không? Kết quyến thuộc với lại cô hồn, quý vị có ớn không? Làm gì ớn, làm gì sợ? Vậy mà có người á, đi tới chùa thầy đó nói là thưa thầy, con thỉnh, con rất là thích thờ Phật ở nhà, nhưng mà con nghe người ta nói là đừng có thờ Phật bằng tượng cốt, thờ bằng hình giấy thôi. Hỏi sao vậy? Thờ cốt á, cô hồn nó nhập vô, nó bám vô. Thầy nói rồi hình giấy là nó không nhập à, nó không bám à. Tại sao lại suy nghĩ như vậy? Thờ Phật thì các cái biểu tượng như tranh vẽ, tranh thiêu, tranh giấy in, hoặc là tượng gỗ, tượng xi măng, tượng đá, tất cả cũng chỉ là biểu tượng để làm cái biểu tượng cho chúng ta hướng tới, chúng ta nhiếp tâm nó dễ hơn, chúng ta tu tập tốt hơn. Còn chúng sanh nào bám theo Phật, tự chúng sanh đó có nhân duyên và có phước. Có ai theo Phật mà khổ đâu? Nếu mà theo Phật mà khổ thì mình đâu có thờ Phật làm gì. Cho nên các vong linh đó, nó có theo Phật, có bám theo Phật, mình cũng mừng. Mỗi lần mình tụng kinh, hôm nay em tụng kinh, các anh chị nào có muốn tụng kinh nhảy xuống đây tụng kinh với em, mời tới ngồi tụng kinh với mình. Quý vị dám rủ mấy người đó tới tụng kinh không? Mắc gì sợ, cứ rủ đi, có chuyện gì tới kêu thầy. Lúc đó không biết đường kiếm thầy ở đâu à. Mình đang tụng kinh rồi, chẳng lẽ những chúng sanh đó nó kiếm chuyện với mình? Thầy đảm bảo rằng chúng sanh đó không kiếm chuyện, mà coi chừng những người đang sống nó kiếm chuyện với mình. Đó, chưa chỉ nó mình nói ba xàm ba láp, làm gì mà làm xàm cả ngày mệt quá. Mình tụng kinh nửa đêm mình ứng lên mình tụng kinh mà bắt máy tụng nó chứ trời ơi, tụng cho cô hồn nghe, ông chồng không la là phải. Bà có bị thần kinh không gì nữa đêm để cho người ta ngủ. Bắt máy lên tụng mà tụng mà nó không ra tụng mà giống như kêu lô tô vậy đó. Nghe có thấy khổ không? Kính thưa quý vị, thầy nghĩ rằng là quý vị sẽ không còn hoang mang và thắc mắc trong vấn đề cúng vong linh và cúng cô hồn nữa, cũng không có sợ hãi gì hết, vì đó là những chúng sanh đáng thương và đáng được cứu độ. Trên tinh thần tự độ và độ tha thì chúng ta giúp cho họ cũng có nghĩa là giúp cho chính mình. Họ được giải thoát thì chúng ta cũng sẽ được giải thoát. Xin chúc tất cả quý vị an lành.